Các bạn đã quay lại channel YouTube của The Beam House. Thì mình nhận được rất là nhiều cái câu hỏi cấu hình máy tính làm sao để làm review map. Do đó nên hôm nay mình làm một cái video review cái laptop của mình để cho các bạn nhìn thấy được một cái laptop cấu hình như thế nào, để làm được model review như thế nào. Thì mình mở review lên với thời gian thật, thì sau khi mở lên các bạn thấy màn hình trắng phao ở đây. Đây là do mình tùy chỉnh chứ không phải là phần mềm hay máy tính bị hư ha. Mình vào user interface mình tùy chỉnh là nó ra thôi. Rồi ở đây mình sẽ mở lên một cái model mẫu. Một cái model này là một tòa nhà 9 tầng. Và model này là model combine của 4 hệ luôn, MEPF luôn. Và nó khá là chi tiết. Thì để các bạn xem thử cái máy tính này so với cái máy tính của các bạn nó như thế nào. Bởi vì có rất là nhiều bạn bỏ ra một số tiền cũng tương đối là lớn để đi mua những cái laptop gaming. Và các bạn nghĩ với cấu hình đó mình có thể làm được những cái model review rất là mạnh, rất là nặng. Nhưng mà thực sự có đúng như vậy hay không? Thì sau cái video này thì các bạn sẽ có một cái đánh giá khác. Bởi vì trước đây mình từng dùng cái máy tính mắc tiền rồi. Khi mà mình đi làm ở công ty thì mình sử dụng máy công ty đến 70 mấy triệu lần. Cũng là một cái laptop workstation. Nhưng mà máy tính đó mình có cảm giác như là nó không có tốt bằng cái máy tính hiện tại của mình đang xài. Thì ở đây mình mở model khá là nặng lên và thời gian thực đàng hoàng thì các bạn nhìn thấy wow, cái model rất là chi tiết đúng không các bạn? Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có những cái đường ống gió màu xanh, màu sáng vân vân. Ở đó những cái cable tray. Và nhìn vào đây là gần như chúng ta không thấy gì hết, chỉ biết nó là 3D thôi chứ không nhận ra cái chi tiết gì nữa ha. Và ở đây mình sẽ thực hiện nhiều cái thao tác zoom và pan nhanh để các bạn nhìn thấy được cái hiệu năng của máy nó như thế nào. Và trong thực tế thì khi mà làm việc thì gần như là không có lúc nào mà chúng ta phải mở full cái model của nguyên tòa nhà mà quay qua quay lại như vậy cả. Nếu mà có làm 3D thì chúng ta chỉ lựa chọn cái khu vực mà chúng ta đang làm, rồi chúng ta cắt cái 3D trong cái khu vực đó để mà coordinate thôi. Còn cái trường hợp mà mở model nguyên cả tòa nhà như vậy chẳng qua chỉ để chụp hình xong đốt lên Facebook tự sướng thôi ha. Thì quay trở lại với câu chuyện laptop mắc tiền vừa nãy, thì không phải là cái máy tính ở công ty của mình nó dỗn. Máy đó cực kỳ mạnh, RAM 64GB và card đồ họa đến đâu đó 16GB hay là 32GB gì đó, và card là card mới. Nhưng mà khi làm AutoCAD thì nó lại có cái trục giật. Nhưng mà làm review thì cực kỳ ok. Thì ở đây không phải là do máy yếu, máy bị hư, mà là do cái phần cứng nó không tương thích với phần mềm. Thì nếu như các bạn nào mà chơi game thì các bạn cũng sẽ biết là có những cái máy tính nó rất là mạnh, nhưng mà nó được thiết kế ra dành cho riêng một dòng game đó thôi. Và nếu như mình sử dụng cái máy đó để mà chơi một cái game khác thì nó không tối ưu và thậm chí có khả năng nó cũng bị giật. Thì tương tự như vậy thì các bạn mua một cái máy rất là mắc tiền, laptop gaming rất là mắc tiền, các bạn đi làm review chưa chắc các bạn đã làm tốt. Và cái máy của mình như vậy, các bạn thấy những cái thao tác zoom vào zoom qua ra, pan qua pan lại như vậy nó vẫn mượt mà, nhưng mà nếu mà đi chơi game thì sao, nó cũng lag như thường. Thì ở đây các bạn đánh giá cái máy này như thế nào? Và các bạn tin không, máy này mình chỉ mua có 13 triệu thôi. Mà thực ra đúng ra là mình chỉ cần mua có 11 triệu thôi là cũng được. Nhưng mà do mình upgrade nó lên thêm một chút xíu nữa, thêm RAM xong rồi thêm SSD vô nữa. Nhưng mà máy này máy mới à, chứ không phải là second hand mà 11 triệu đâu ha. Thì nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu mua máy thì mình sẽ tư vấn cho, và mình sẽ hướng dẫn là đến cái chỗ nào mà mua máy mà rẻ nhất cho. Đừng ngại cứ liên hệ mình ha. Các bạn có thể tham gia nhóm tự học trên web của tôi trên Facebook và đường link bên dưới description của video này. Tại đây các bạn có thể tham gia trao đổi học hỏi kinh nghiệm từ những người sử dụng review map. Ngoài ra các bạn cũng có thể xin tài liệu family về những cái model mẫu và tìm kiếm những cơ hội việc làm mới. Đừng quên nhấn cái nút màu đỏ bên dưới subscribe để ủng hộ The Beam House nhé. Thank you. Hẹn gặp lại các bạn. Goodbye my lover. Goodbye my lover. Goodbye my friend. You have been
do want for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.